ýì 132天 ngày một Sau đây là cách nói mình ở ký túc xá trường là quy định của trường. Tôi quy định 设是学校的规定。我住学校宿舍是学校的规定。我住学校宿舍是学校的规定。 bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng chung sau này còn nhờ bạn giúp đỡ nhiều ý hồ khái chính tua băng được quyết định như vậy đi khó y yến với tỉnh học ở trường đại học nào 在哪所大学读书？哦，华沙两位。哦，原来是这样。nhận được rồi, với nghĩa nhận được điện thoại. chia tẩu lờ. mình cảm thấy nên dùng. 我觉得应该用。 nhận được lời mời kết bạn chưa? Sâu tạo khó hiểu sân chỉnh là mấy hiểu. Lần sau đổi mình mời bạn. Xa tử khoan của chính nghỉ. Chưa từng uống qua đồ uống ở chỗ này. 没喝过这里的银频 giá cả lại rất hợp lý。价格又很合理。mời tư tưung chính mà dùng có cần ăn đồ ngọt không。 要不要吃甜品？每三里上午去，是做什么的？看情况吧。 Nói chung, nói chung là Tổng chứ Về đến nhà Quay tảo gia Lúc nào về lúc đó đi Sớm Nhưng mà Khởi sự. Hiệu quả quả thực cực kỳ tốt. hiệu của phê Không cần cố đi ôn tập từ mới và bài khóa cái gì cả. 不用刻意去复习生词和课文什么的。từ ngữ chuyên ngành, truy hiểu từ ngữ, đến người bản địa, làn bản địa nhân, mình hiểu rõ. ủa miếng bài. Mỗi ngôn ngữ đều là như vậy mà. 每个语言都是这样子的。Ở đâu, cư trú ở đâu？在哪儿住？Ở ký túc xá trường。 住学校宿舍，哪规定？是规定。